Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền từ xa xưa, là một trong những lễ hội lớn của vùng. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt, nhằm ôn lại ký ức của buổi đầu khai sinh lập địa, tưởng nhớ công ơn của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Người là tổ dân Bách Việt, đã có công dựng nước khai sông, lấn biển, mở mang bờ cõi, dựng xây cơ nghiệp. Năm nay, lễ hội Bình Đà được tổ chức với quy mô cấp huyện. Đối với người dân quê tôi, mỗi khi đến lễ hội là để tưởng nhớ đến cội nguồn tổ tiên, đó chính là nhớ ơn Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, người đã khai thiên mở cõi. Ngoài các nghi thức tế lễ, rước kiệu, lễ hội năm nay diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa thể thao phong phú. Đáng chú ý là liên hoan biểu diễn chống hội, liên hoan Lân Sư Rồng mở rộng, công bố tuyến du lịch trung tâm Hà Nội, Thanh Oai, Mỹ Đức với chủ đề Con đường di sản Nam Thăng Long Hà Nội, hội chợ du lịch làng nghề. Qua những cái chương trình đi hội chợ đến nay thì khách hàng họ biết đến chúng tôi nhiều hơn. Họ biết đến những người mình làm ra luôn cái sản phẩm. Thực tế từ ngày đầu tiên mà đến theo tiêu dùng thì các bà, các mẹ đội những cái nón nó đẹp hơn. Ví dụ như bây giờ Việt Nam mình các bà ăn ngon, mặc đẹp, đội đẹp nữa. Thì cái nón nó có thiết kế ra nhiều mẫu mẹ hơn để có dịp để quảng bá cái đẹp của quê hương. Khi mà phát động chương trình này thì các chị em hội phụ nữ và đặc biệt là các chị em ở trong đội trống họ rất phấn khởi và hăng say tập luyện, mong chờ đến ngày được biểu diễn trình làng với hội Bình Đà một cái tiết mục trống hoành tráng như thế này. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, có lúc bị gián đoạn do chiến tranh, nhưng đến nay lễ hội truyền thống Bình Đà vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ với đầy đủ các nghi lễ nghiêm cẩn theo luật tục xưa. Cùng với thời gian, lễ hội ngày càng du khách thập phương tìm về.